Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 6 tháng 8 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 6 tháng 8 điều chỉnh giảm ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Trên thế giới, theo ghi nhận hiện nay, thị trường Indonesia, các vùng trồng tiêu chính của quốc gia này đang gần kết thúc giai đoạn chính vụ. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh khá trầm lắng do các nhà xuất khẩu và thương lái khó tiếp cận nguồn cung từ nông dân. Xuất khẩu của Indonesia cũng giảm tới 22,2% sau 4 tháng, với tổng lượng xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 12.932 tấn. Trong quý 2 năm 2022, so với các quốc gia sản xuất khác, giá FOB, tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất khoảng 6%. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, giá FOB tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia ghi nhận mức tăng khoảng 19% và 14% so với cùng kỳ năm trước. Với thị trường Campuchia, theo Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, nước này đã xuất khẩu 5.559 tấn hồ tiêu trong 5 tháng đầu năm, giảm 25,5% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 5.131 tấn, chiếm 92,3% tỷ trọng. Tiếp theo là Đức với 356 tấn nhập khẩu. Thưa các bạn, trên thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 5 tháng 8, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia quay đầu tăng nhẹ. Trong khi đó, ở các quốc gia sản xuất hồ tiêu chính khác duy trì ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong phiên vừa qua tăng 6 USD trên tấn, hiện đang có mức giá là 3.911 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít vẫn đứng yên ở mức 3.750 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia trong phiên vừa qua tăng 10 USD trên tấn, lên mức giá là 6.356 USD trên tấn. Ở Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu trong tuần này giảm mất 200 USD trên tấn, hiện có mức giá là 5.600 USD trên tấn. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu giảm 500 đồng trên 1 kg ở các vùng trồng tiêu trọng điểm, với mức giá được thu mua từ 71.000 đến 74.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức là 72.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai sáng nay thu mua ở mức 71.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu cũng được thu mua ở mức 71.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu sáng nay giảm 500 đồng và thu mua ở mức giá là 74.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu được thu mua với mức giá là 73.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 71.000 đồng 1 kg. Như vậy, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá hồ tiêu trong nước điều chỉnh giảm nhẹ. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 6 tháng 8 trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.